Đây là một trò chơi vô cùng thú vị và phù hợp với các bé mầm non. Các cô có thể tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau với nhiều chủ đề khác nhau. Tuy nhiên ở đây thì mình áp dụng cho chủ đề bản thân và các bạn chỉ cần chuẩn bị bóng kính và căng vào một khung, có thể là khung tròn hay là khung vuông. Hãy tận dụng những thứ có sẵn trong lớp học của các cô. Sau đó cho trẻ ngồi phía trước khung sao cho mắt mũi của trẻ nằm trong khung của bóng kính. Các bạn còn lại sẽ có nhiệm vụ là tô vẽ lại các cái chi tiết trên khuôn mặt của các bạn lên trên bóng kính và trẻ sẽ vô cùng hứng thú với hoạt động này. Lợi ích của trò chơi thì sẽ giúp cho trẻ phát triển khả năng tư duy không gian và khả năng quan sát. Trẻ sẽ học được cách vẽ các chi tiết nhỏ và tập trung vào việc vẽ trên bề mặt bóng kính. Các cô có thể thay đổi chủ đề làm sao để cho các bé hứng thú hơn. Đặc biệt trò chơi này rất vui vẻ và sáng tạo. Chúc các cô có một hoạt động thành công.